Bạn trên hình bạn thể thấy đây là main của Xiaomi Redmi Note 12 đang chờ thay mới tại di động cao cấp.vn cho khách hàng tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần bảng main main của Xiaomi Redmi Note 12 lỗi hỏng cần địa chỉ thay mới. Quý các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn. Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên Xiaomi Redmi Note 12 nói chung và phần bảng main main của Xiaomi Redmi Note 12 nói riêng thay mới vì các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn. Quý các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi ship các linh kiện phụ trình sửa chữa Xiaomi Redmi Note 12 đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu. Quý các bạn nhận được, quý các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin ơn quý bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp linh phụ kiện để chỉ nhận sửa Xiaomi thay mới main cho Xiaomi Redmi Note 12.